tiết lộ số tiền EU sẽ viện trợ cho Ukraine năm 2024. Chuyên gia lo Ukraine hết đạn dược trong năm 2024. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube báo Lao động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây các chuyên gia tài chính cảnh báo nền kinh tế Ukraine đang trải qua thời kỳ suy thoái mạnh nhất trong 3 thập kỷ. Theo đó, Thủ tướng Ukraine Denis Migo cho biết, Kiev dự kiến nhận được ít nhất 18 tỷ euro, tức 19 tỷ đô la Mỹ, viện trợ nước ngoài từ Liên minh châu Âu EU trong năm 2024. Khoản tiền này tương đương với số tiền mà Ukraine nhận từ EU năm 2023. Thủ tướng Smigol thông tin trên Telegram, hỗ trợ ngân sách của EU cho Ukraine năm 2023 đã lên tới 15 tỷ euro, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp Ukraine có khả năng phục hồi và ổn định về kinh tế. Ông cho biết thêm, gần đây Kiev đã nhận được khoản tiền 1,5 tỷ euro, tức 1,59 tỷ đô la Mỹ trong đợt hỗ trợ tài chính thứ 9 của EU. Theo Bộ Tài chính Ukraine, hai khoản hỗ trợ nữa dự kiến nhận được trước cuối năm nay, nâng tổng số tiền lên 18 tỷ euro. Ukraine phụ thuộc nhiều vào viện trợ tài chính nước ngoài kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Các chuyên gia tài chính cho biết nền kinh tế Ukraine đã suy giảm khoảng 1 phần 3 vào năm 2022, thời điểm này suy thoái kinh tế mạnh nhất trong hơn 30 năm. Đầu năm nay, có thông tin chính phủ Ukraine sẽ nhận được tài trợ theo chương trình dài hạn của Ủy ban châu Âu, trong đó Kiev sẽ nhận được khoản thanh toán 50 tỷ euro, tức 53 tỷ đô la Mỹ, từ năm 2024 đến năm 2027. Cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong suốt thời gian qua. Liên quan đến cuộc xung đột này, các chuyên gia quân sự châu Âu cho biết quân đội Ukraine có nguy cơ sẽ hết đạn dược vào năm tới. Thưa quý vị, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong suốt thời gian qua. Liên quan đến cuộc xung đột này, các chuyên gia quân sự châu Âu cho biết quân đội Ukraine có nguy cơ sẽ hết đạn dược vào năm tới. Nhà tư vấn rủi ro Stephen Oren chia sẻ với Le Monde, năm 2024 sẽ đầy nguy hiểm với người Ukraine. Các thiết bị đã được giao cho họ sẽ cạn kiệt và chỉ có thể khôi phục lại một phần vì năng lực sản xuất của phương Tây sẽ không đạt mức tối ưu cho đến năm 2025. Với tình trạng thiếu hụt đạn dược ngày càng trầm trọng vào đầu năm nay, các sĩ quan huấn luyện của Mỹ bắt đầu hướng dẫn binh sĩ Ukraine thay đổi chiến thuật để tiết kiệm đạn dược. Trong khi đó, Lầu Năm Góc lấy đạn dược từ kho dự trữ đạn 155mm ở Hàn Quốc và Israel để cung cấp cho Ukraine. Trong bối cảnh Israel cũng đang yêu cầu đạn 155mm, Mỹ được cho là đã đưa trở lại kho Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo vốn dành cho Ukraine. Đầu tuần này, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Alexan Kamishin chia sẻ với Politic rằng ngay cả khi toàn bộ thế giới phương Tây huy động hết năng lực sản xuất vũ khí dành riêng cho Ukraine cũng sẽ không đủ cho cuộc chiến này. Thưa quý vị, theo báo cáo kết quả tài chính được nhà điều hành mạng lưới truyền tải khí đốt Ostream thông tin, Slovakia mất hơn 2 phần 3 thu nhập từng tạo ra từ việc vận chuyển khí đốt Nga. Thưa quý vị, theo báo cáo kết quả tài chính được nhà điều hành mạng lưới truyền tải khí đốt Ostream thông tin, Slovakia mất hơn 2 phần 3 thu nhập từng tạo ra từ việc vận chuyển khí đốt Nga. Dữ liệu cho thấy, trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7 năm 2023, Slovakia đã vận chuyển 16,97 tỷ mét khối khí đốt Nga, với doanh thu từ việc vận chuyển lên tới 226,5 triệu euro, tương đương 242,8 triệu đô la Mỹ. Chưa dùng đột Ukraine và các lệnh trừng phạt Nga mà EU áp đặt, Slovakia vận chuyển trung bình khoảng 60 tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm. Ví dụ, từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, Eustream vận chuyển được 61 tỷ mét khối khí đốt Nga và doanh thu thời điểm đó lên tới 748,04 triệu euro, tương đương 811,7 triệu đô la Mỹ. Các chuyên gia trong ngành chỉ ra, lượng khí đốt Nga sụt giảm mạnh ở Slovakia có liên quan tới xung đột ở Ukraine. Khí đốt Nga được chuyển tới Slovakia thông qua tuyến đường ống đi qua Ukraine. Tuy nhiên, lượng khí đốt qua đường ống này giảm sau khi Kiev đóng cửa trạm bơm khí quan trọng Sokranoka vào tháng 5 năm 2022. Công ty năng lượng Nga Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt qua đường ống Ukraine theo trạm duy nhất là Shuzha, nhưng chỉ ở mức khoảng 40 triệu mét khối mỗi ngày. Với lượng khí đốt trung chuyển giảm xuống dưới 1 3 mức trung bình trước xung đột, doanh thu giảm hơn 3 lần. Các nhà phân tích Slovakia lo ngại, ngân sách nước này đang mất đi một trong những nguồn thu nhập chính. Theo hãng tin địa phương Denis Posto, Slovakia nhận điều khoảng một nửa doanh thu của EU thông qua thuế thu nhập hoặc cổ tức. Thêm vào đó, các nhà phân tích lo ngại, Slovakia có thể sớm mất liên kết hoàn toàn với khí đốt Nga. Người đứng đầu tập đoàn năng lượng Gas của Ukraine, ông Alexei Chernyshov, từng nhấn mạnh và tháng chức rằng Kiev sẽ không gia hạn hợp đồng vận chuyển khí đốt Nga. Hợp đồng hiện hành sẽ hạn vào cuối năm 2024. Điều này có nghĩa là Slovakia cũng sẽ ngừng nhận trung chuyển khí đốt Nga. Về diễn biến này, người phát ngôn của Eurostream Pavel Kubik chỉ ra, công ty sẽ nỗ lực tìm ra giải pháp để tránh mất nguồn cung khí đốt từ Nga. Ông cho hay, các bên đang đàm phán về một thỏa thuận ba bên, trong đó, bên thứ ba sẽ nhận khí đốt tại biên giới Nga-Ukraine và tiếp tục vận chuyển khí đốt đến EU. Do đó, về mặt kỹ thuật, khí đốt được vận chuyển sẽ không còn được coi là của Nga và Gazprom, sẽ không phải là bên trả tiền cho việc vận chuyển, nên có thể trung chuyển qua đường ống dẫn khí ở Ukraine. <cười> <cười> Giải Gaza hưởng lợi từ mạng vệ tinh của ông Elon Musk Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình cam kết giảm căng thẳng song phương Mới đây, tỷ phú Elon Musk cho biết Starlink của SpaceX sẽ hỗ trợ các liên kết liên lạc ở khu vực giải Gaza cho các tổ chức viện trợ được quốc tế công nhận. Theo Reuters, Bộ trưởng Truyền thông Israel nói, Israel sẽ chống lại động thái này của vị tỷ phú. Elon Musk cho biết trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, không rõ ai có thẩm quyền liên kết mặt đất ở Gaza, nhưng hiện tại không hề có kết nối mạng ở khu vực đó sự cố mất mạng điện thoại và internet cô lập người dân ở giải Gaza vào ngày 28 tháng 10 khiến các cuộc gọi đến người thân, xe cứu thương hoặc đồng nghiệp ở những nơi khác gần như không thể thực hiện được. Trong khi Israel mở rộng cuộc tấn công trên không và trên bộ, các tổ chức nhân đạo quốc tế cho biết tình trạng mất điện bắt đầu vào cuối ngày 27 tháng 10 làm tình hình vốn đã tuyệt vọng trở nên tồi tệ hơn, cản trở các hoạt động cứu người và ngăn cản liên lạc với nhân viên của họ trên mặt đất. SpaceX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về cách họ đảm bảo mọi kết nối của Starlink được sử dụng bởi các tổ chức viện trợ chứ không phải các bên khác. Trả lời bài đăng của Elon Musk trên X, Bộ trưởng Truyền thông Israel Slomokahi cho biết Israel sẽ sử dụng mọi phương tiện có sẵn để chống lại vấn đề này. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, các vệ tinh Starlink được cho là rất quan trọng trong việc duy trì kết nối Internet ở một số khu vực bất chấp nỗ lực gây nhiễu của Nga. Mới đây, theo Reuters thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết giảm căng thẳng song phương trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15 tháng 11. Mới đây, theo Reuters thông tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết giảm căng thẳng song phương trước khi bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15 tháng 11. Cụ thể, ông Joe Biden đón chào ông Tập Cận Bình tại địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ở Philoli, California, gần San Francisco Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc bên lề tuần lễ cấp cao APEC là đàm phán kín, tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, vấn đề Đài Loan Trung Quốc. Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, căng thẳng không nên dẫn đến xung đột. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho biết, quay lưng với nhau không phải là lựa chọn cho các siêu cường. Các quan chức Mỹ lưu ý, mục tiêu chính của cuộc gặp thượng đỉnh với Trung Quốc lần này là khôi phục khả năng dự đoán được mối quan hệ giữa hai nước. Nhà trắng cho hay Tổng thống Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc họp báo riêng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15 tháng 11, tức 7 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam để thông tin về hội nghị thượng đỉnh với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước cuộc gặp thượng đỉnh tại Mỹ lần này, lần gần nhất tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp là ở Bali, Indonesia vào tháng 11 năm 2022. Dẫn kết thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại